ai cũng nghĩ thiếu gia con nhà họ Võ là sướng lắm á. Còn mấy em ơi mà gái đẹp trong showbiz hả? Em hử nhẹ qua một cái là biết em nào thứ hai, em nào thứ ba rồi. Thứ ngoại, thứ ba, thứ mẹ, con muốn cưới vợ. Yêu đương là chuyện riêng của con, nhưng kết hôn là chuyện của cả gia đình. Lúc vợ mới cưới chồng, vợ nghĩ chồng hợp với nhà này không? Tao là ba nói tao còn mệt nữa. Đừng cứ nói gì cái chuyện về làm dâu. Một người đàn ông không có chung thủy với vợ mình thì không có trung thành với ai hết á. Có ai là mẹ như ba? Bộ bà tưởng mỗi ngày trong cái nhà này là cái gia đình nó hạnh phúc thiệt đó. Riết cái nhà này như cái lòng chim.